Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang hôm nay đã có buổi tiếp đoàn Liên minh Năng lượng Toàn cầu vì Con người và Hành tinh (GF) do bà Sunita Dubey, trưởng đại diện tổ chức GF tại Việt Nam dẫn đầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang chia sẻ về các công trình dự án liên quan đến mô hình kinh tế xanh, các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, trong đó có thể kể đến nỗ lực hướng đến mục tiêu net zero, chuyển đổi năng lượng với mô hình điện mặt trời áp mái, xây dựng các nhà máy đốt rác tái tạo năng lượng và dự án giao thông xanh. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tổ chức GF hỗ trợ kinh nghiệm và giới thiệu các dự án đầu tư mới, giúp thành phố hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh theo xu hướng chung của thế giới trong thời gian tới. Trưởng đại diện tổ chức GF tại Việt Nam, Sunita Dubey cho biết, GF đang phối hợp với nhiều bộ ngành trung ương và tập đoàn điện lực Việt Nam đề xuất các ưu tiên phù hợp và mở rộng mô hình năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính hướng tới nền kinh tế xanh tại Việt Nam. GF hy vọng sẽ sớm triển khai các dự án đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua các đối tác và ngân hàng thế giới, GF sẽ giúp kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp, đơn vị nhằm triển khai các giải pháp phù hợp với sự phát triển xanh, bền vững của thành phố.